Đây là bài giảng thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com. Để tham gia các khóa học miễn phí của học liệu mở edu.cfd-engineer.com, các bạn vào trang web edu.cfd-engineer.com, sau đó chọn các khóa học mà các bạn muốn tham gia. Các bạn sẽ thấy nút bắt đầu học, các bạn chỉ việc click chuột vào nút này. Tại đây các bạn có thể tham gia các nội dung mà mình mong muốn. Xin chào các bạn, mình đến từ web học liệu mở edu.cfd-engineer.com. Trong bài giảng hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn các công thức sắp xỉ tích phân. Nội dung của bài giảng hôm nay được tham khảo từ giáo trình giải tích số 1 của thầy Trịnh Anh Ngọc, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và sách Numerical Analysis của Burden. Mục tiêu của bài giảng hôm nay là để giúp các bạn hiểu được các công thức sắp xỉ tích phân như là công thức hình thang Winter-Simpson và công thức cầu vuông Gauss. Các công thức sắp xỉ tích phân được xây dựng bằng cách sử dụng các công thức nội suy. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn một công thức sắp xỉ tích phân đơn giản nhất, đó chính là công thức hình thang. Công thức hình thang được thiết lập dùng để tính tích phân của hàm f(x) trên khoảng từ x1 đến x2. Như các bạn đã biết, việc xây dựng công thức sắp xỉ tích phân là một ứng dụng của việc sử dụng đa thức nội suy. Nội suy chính là quá trình chúng ta đi tìm hàm đa thức PnX sao cho chúng sắp xỉ tốt hàm số f(x). Với hai điểm nội suy x1, x2, ta sẽ có được công thức nội suy Lagrange như sau. P2x thì sẽ bằng x trừ x2 chia cho x1 trừ x2 nhân với lại f của x1 cộng với lại x trừ x1 chia cho x2 trừ x1 nhân với lại f của x2. Vì chúng ta sử dụng công thức nội suy nên chúng ta sẽ xuất hiện ra sai số. Nếu các bạn có theo dõi các khóa học trước về nội suy của học liệu mở thì các bạn sẽ được thì các bạn sẽ hiểu được công thức sai số này được tính như thế nào. Với đa thức nội suy Lagrange P2x, do đó chúng ta sẽ có được công thức sai số như sau. Công thức sai số thì sẽ bằng 1/2 nhân với đạo hàm cấp 2 của hàm f tại điểm c nhân với lại x trừ x1 nhân với x trừ x2. Tính tích phân hai vế của phương trình này ta sẽ được công thức số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính tích phân của từng số hạng. Ở số hạng thứ nhất này, bằng cách áp dụng công thức số 2 ta sẽ có được như sau. Tích phân của hàm P2 trên khoảng từ x1 đến x2 thì sẽ bằng x2 trừ x1 chia 2 nhân với lại f của x2 cộng với f của x1 và 1/2 nhân với lại tích phân của trên khoảng từ x1 đến x2 của đạo hàm gấp 2 của hàm f tại điểm c nhân với lại x trừ x1 nhân với lại x trừ x2 thì sẽ bằng do cái hàm số f này là mình đã biết trước rồi và c của chúng ta thuộc khoảng từ x1 đến x2 cho nên do đó cho cái đạo hàm gấp 2 của hàm f tại điểm c này là một được xem như là một số, do đó chúng ta có thể đem ra ngoài thì do đó mình tính được cái tích phân này sẽ bằng trừ h của 3 chia 12 nhân với đạo hàm gấp 2 của hàm f tại điểm c thì h ở đây chính là bằng x2 trừ x1. Từ công thức số 4 và công thức số 6 này, chúng ta sẽ có được tích phân của hàm f trên khoảng từ x1 đến x2 thì sẽ bằng x2 trừ x1 chia 2 cộng với lại f cộng nhân với lại tổng của f x2 cộng với f x1 f của x1 trừ với lại h mũ 3 chia 12 nhân với đạo hàm cấp 2 của hàm f tại điểm c. Thì công thức mình vừa nêu đó chính là công thức hình thang. Trong quá trình tính toán trong kỹ thuật thì các bạn chỉ quan tâm cho mình đến số hạng đầu tiên này thôi.